Aaron. Vẫn là số 11 của Thái Lan. Không có đồng đội mang lên kịp thời để hỗ trợ cho Aaron. Anh đã không vượt qua được cầu thủ còn lại của U23 Bahrain. Sorawi. Một hàng phòng ngự có quá nhiều sơ hở bên phía U23 Bahrain và cao trò